Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Trường 301, ấm lại. Lâm Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Thập Cửu bước qua cửa. Vẻ mặt Chu Thập Cửu vẫn bình tĩnh, không nhìn ra có gì thay đổi. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Chu Thập Cửu ngồi xuống giường sưởi, Ánh mắt dịu dàng ấm áp. Lâm Di lắc đầu, "Ta không sao, nàng chỉ hao tổn chút công sức sắp xếp thôi." Về mặt tình cảm, tuy cũng đau lòng nhưng lại không xúc động quá mức. Dẫu gì khi nàng được gả vào đây, Chu lão thái gia đã bệnh nằm liệt giường rồi. "Nghỉ ngơi cho khỏe, ta đã dâng tấu trương lên triều đình, e mấy ngày nay sẽ nghỉ ở nhà, chuyện bên ngoài cứ để ta lo." Nụ cười của Chu thập cửu càng thêm ấm áp ánh mắt trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, trong vắt lại hơi ẩm ướt, nếu không cẩn thận quan sát sẽ không bao giờ phát hiện được. Lâm Di khẽ tựa lên vai Chu Thập Cửu, rốt cuộc cũng gặp được lần cuối, thúc phụ cũng an tâm mà đi. Chu Thập Cửu không nói gì, vài áo tang mới tinh dán sát mặt nàng, bất giác như cọ sát vào tim khiến nàng thấy chua xót. Nàng hít một hơi thật sâu, khoang mũi tràn ngập mùi khói lạ lẫm khó ngửi lắm đúng không vừa đốt giấy tiền xong mà ta chỉ ghé thăm nàng một chút thôi lát nữa ta còn phải qua đó chu thập cửu vươn tay kéo gối cho lâm di tựa vào bên ngoài có quản sự đến tìm chu thập cửu đi nhanh ra cửa lâm di gọi cùng mama đến hỏi bên kia thế nào lão phu nhân sao rồi cùng mama hạ giọng khẽ đáp đang khóc lóc với các nữ quyền trong tộc ạ cứ nói tay lão thái gia còn ấm lắm muốn nhị lão gia đến phủ nội vụ xin thuốc, nhất quyết không cho động quan tài. Lâm Di nhớ tới vẻ mặt bình tĩnh của Chu Thập Cửu ban nãy, bảo cùng Mama, Mama lại qua đó nghe ngóng thêm xem sao, có chuyện gì hãy về nói cho ta biết ngay. Đến chiều, Tưởng Thị tới kể, sắp xếp xong xuôi hết rồi, trong ngoài đều có người phối hợp, chỉ là nhiều người tới người đi quá, đồ ăn vừa dọn ra một lát liền nguội ngay, hạ nhân bưng đi hâm nóng không kịp đây chính là vấn đề khiến lâm di lo lắng nhất bàn cơm đãi khách không thể bị gián đoạn bảo người sử dụng cả hai nhà bếp nhỏ nữa chuẩn bị sẵn than nóng trong phòng khách tường thị gật đầu cũng chỉ có thể làm vậy thôi nói tới đây tường thị lại bảo lần này lão phu nhân liều mạng thật khóc khàn cổ ở nhà chính rồi mà vẫn luôn miệng nhắc tới cả nhà lão khang quận vương bảo là giờ lão thái gia cũng đã qua bên đó bỏ lại một mình bà ta ở đây có trách thì trách bà ta không thể chăm lo cho gia đình Chu Toàn, Chu Nguyễn Cảnh không thể trở về nhìn mặt phụ thân lần cuối cùng. Lão thái gia bôn ba vất vả cả đời, đến phút lâm chung lại không thể thấy cảnh con cháu tề tựu đông đủ bên cạnh tiên mình. Lão phu nhân nói những lời này không phải cho nữ quyến tôn thất doanh nghe mà là dành cho Chu Thập Cửu. Lão thái gia nghe nói đến cái chết của chân thị mới tức giận mà trúng gió, đương nhiên là do Chu Nguyễn Cảnh giết vợ trước nhưng chuyện chân thị bị cắt đầu rõ ràng là nhằm vào chu lão phu nhân. Hẳn bà ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ, biết này trong chuyện này tất cả bàn tay sắp đặt của chu thập cửu. Lão thái gia từng giúp đỡ cả nhà chu thập cửu, nuôi nấng chu thập cửu lớn khôn, ấy vậy mà chưa được hưởng chút phúc phần nào, lại còn không được gặp con trai trong phút lâm chung. Chu lão phu nhân nương chuyện thi thể chân thị bị mất mát để đổ hết món nợ này lên đầu chu thập cửu, Người ngoài không nghe ra ẩn ý trong lời của bà ta, nhưng Chu Thập Cửu lại có thể hiểu rõ. Tuy Chu Thập Cửu không để mắt đến lão phu nhân, nhưng chàng rất quan tâm đến vị thúc phụ này của mình. Chu lão phu nhân luôn biết nói sao để khiến người ta thấy khó chịu nhất. Đám người tưởng thị tất bật đến khuya mới rời phủ về nhà, trong hiểu đường chỉ để hiểu từ hiền tôn gác đêm. Toàn bộ phủ Khang quận vương thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng, hành lang treo đầy đèn lồng trắng không khí buồn thương bao phủ khắp trốn. Tận khuya Chu thập cửu mới về thay y phục, rửa mặt. Trên đầu chàng trừ quan ngọc thì chỉ có khăn tang, bóng dáng chàng dưới ánh đèn lấp lóe nom hơi lạnh lẽo đơn côi. Rửa mặt xong, Chu thập cửu vào ngồi xuống giường sưởi cạnh Lâm Di. Lát nữa vào phòng trong ngủ chút đi, ta còn phải gác đêm. Lâm Di lắc đầu, trong phủ còn vài nữ quyến đã hẹn lát nữa sẽ qua trò chuyện dù ta không thể tới thủ hiểu trong phòng tang thì cũng phải tẫn hiểu ở đây. Làm sao có thể vô tư thoải mái mà ăn ngon ngủ yên được? Chu thập cửu hỏi, đã ăn gì chưa? Lâm di lạc đầu, quận vương ra cùng ăn chén cháo với ta đi. Nhà hoàn đi vào bầy đồ ăn lên bàn thấp, Chu thập cửu và lâm di ăn qua loa chén cháo. Hạ nhân thu dọn bát đũa lui ra, những bước chân nhẹ nhàng dần đi xa, quất hồng đóng cửa lại, trong phòng lập tức chìm trong tĩnh lặng. Hạ nhân nhạy bén biết nàng có lời muốn nói riêng với Chu Thập Cửu, dĩ nhiên Chu Thập Cửu cũng nhận ra điều này, có điều về mặt chàng vẫn thật thoải mái, như thể không có ý định nói chuyện nghiêm túc với nàng. Lâm Di thuật lại tình hình khi Chu Thập Cửu không có mặt ở nhà cho chàng nghe, ngự y nói, bệnh của lão thái gia kéo dài lâu như vậy, thân thể cũng đã trong tình trạng dầu hết đèn tắt rồi, dù không có chuyện tối hôm qua thì cũng chẳng chống đỡ thêm được mấy ngày nữa đâu. Tối hôm qua lão Thái gia lên cơn bất nghẹn cũng bởi nghe nói đại bá giết đại tàu người trong phòng lão phu nhân vẫn luôn gạt lão Thái gia chuyện này. Giọng Lâm Di Thông thả ôn hòa, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu, chậm rãi kể, cố gắng nói thật rõ ràng từng chuyện nhỏ. Nàng đang an ủi chàng. Thúc phụ trúng gió là vì tức giận việc Chu Nguyễn Cảnh giết vợ chứ không phải vì nghe đến chuyện đầu chân thị bị chặt mới lên cơn tức. Là chàng sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, chân ra mới biết chuyện đầu chân thị bị người ta chặt mang đi mất. Cho nên, chàng không thể tránh khỏi trách nhiệm về cây chết của thúc phụ. Ta biết, chu thập cửu vỗ nhẹ vai lâm di, ta biết mà. Nói là biết nhưng trên mặt chàng vẫn treo nụ cười ấm áp muôn thuở, tựa như hình thiêu xinh đẹp tinh xảo trên tấm áo gấm thần thái khí độ ưu nhã một cách thái quá, qua đó che giấu sự thật trăm nghìn vết thủng rách bên dưới. Lâm Di nói tiếp, Thúc Phụ cảm thấy quận vương gia phải chịu thiệt thòi. Trong lòng Thúc Phụ, địa vị của đại ca, nhị ca và quận vương gia chẳng có gì khác biệt. Nhưng mấy năm nay ông lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể dương mắt nhìn thấm nương bạc đãi quận vương gia. Nếu quận vương gia phải chịu thiệt vì mưu kế của thẩm nương, thúc phụ sẽ chết không nhắm mắt ánh mắt chu thập cửu hơi tối đi lâm di lại cười ấm áp an ủi chàng phút lâm chung thúc phụ chỉ muốn đợi được quận vương gia về quận vương gia về kịp chỉ ít trong lòng thúc phụ đoạn tình nghĩa phụ tử này đã coi như có đầu có cuối trọn vẹn rồi chu thập cửu nhìn lâm di thúc phụ coi ta như con ư lâm di không tránh né ánh mắt của chu thập cửu gật đầu đáp lúc ta nhắc tới quận vương gia sắc mặt thúc phụ đối với quận vương gia như cảm thấy thiếu sót mà không phải là sự áy náy bất an người làm phụ mẫu đối với con mình thông thường đều sẽ cảm thấy những điều mình làm cho con mãi mãi chưa đủ cho nên trong lòng sẽ thấy thiếu sót với con chỉ có đối với người ngoài mới thấy áy náy hay bất an lâm di thoáng dừng lại chí ít thì ta nghĩ như vậy đó thúc phụ coi quận vương gia như con đẻ của mình lâm di nhớ tới lời đồn đại trong phủ người ta đồn rằng Chu Thập Cửu là đứa con ngoài giá thú của Lão Thái Gia, sau được đưa cho Lão Khang quận Vương Gia làm con nối dòng, cho nên Lão Thái Gia mới mang Chu Thập Cửu về nuôi nấng, lại còn hết sức thiên vị chàng. Hiện Lão Khang quận Vương Gia và Lão Thái Gia đều đã mất, chuyện này chẳng ai nói rõ được nữa rồi, nhưng chỉ ít trong lòng Lão Thái Gia, Chu Thập Cửu chính là con trai ông ấy. Thúc phụ luôn rất tốt với ta, chỉ cần ông ấy ở nhà, thứ đại ca lẫn nhị ca đều không có, ông ấy vẫn sẽ cho ta. Ánh mắt chu thập cửu sáng ngời, miệng khẽ mỉm cười, không phải chỉ thiên vị chút thôi đâu, ông ấy thường xuyên tới phòng ta, tự mình hỏi han mọi việc, không phải vì phụ mẫu của ta đều đã mất mới tội nghiệp ta mà là thật còng thương ta. Chi tiết những ngày ấy chẳng được dài câu, có rất nhiều chuyện tới giờ ta cũng chưa kịp hỏi rõ. Chu thập cửu ngừng một hồi, những điều đó Phòng chừng thấm nương hiểu đường của chu lão thái gia được bày biển suốt 49 ngày đạo sĩ niệm kinh cúng tuần mọi thứ xong xuôi đầy đủ mới đưa tang ngày đưa tang chu lão thái gia chu thập cử chờ triều đình trà bản tàu trương đã dâng lên trước đó về mới báo tin cho lão phu nhân chu thập cửu đã thỉnh cầu tạm thả chu nguyễn cảnh gia để gã đỡ quan tài đưa tang nhưng không được hoàng thượng phê chuẩn chu lão phu nhân nghe tin này sắc mặt lập tức thay đổi đến khi đắp mộ xong, Chu Thập Cửu mới chính thức mặc quan báo đến nha môn. Lâm Di mang thai sắp được 3 tháng, nôn nghén mỗi sáng ít dần đi, khẩu vị cũng từ từ tốt lên. Trình ngày vào phủ kê đơn, nói nàng có thể xuống giường đi lại, nhưng không được hoạt động trong thời gian quá dài. Lâm Di bảo Quất Hồng đỡ ra cửa phòng, hít một hơi thật sâu, bỗng nghĩ thông thấu rất nhiều chuyện. Cùng Mama đứng bên cười nói, còn 7 tháng nữa, nhưng giờ thai vị đã ổn, về sau sẽ thoải mái hơn nhiều. Không biết có phải vì sắp đến năm mới hay chăng, mà những ngày này bỗng như trôi qua thật nhanh, phảng phất mới chớp mắt đã bước vào tháng Chạp rồi. Không khí hân hoan chờ đợi năm mới càng lúc càng tăng cao, bệnh tình của hoàng thượng cùng dân tốt lên. Lâm Di cùng nhân ngữ thu trao đổi mẩy phong thư, mấy ngày nay bệnh của nhân lão thái gia cũng đỡ hơn, đã báo lên cho bên nha môn phụ trách bệnh dịch rồi chuẩn bị vài ngày nữa sẽ về kinh còn phía nhiệt hà từ hai tháng trước dịch bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp nay cũng đảng báo với triều đình xác định không còn người nhiễm bệnh tin tức này vừa được đưa vào kinh cả kinh thành đều thở phào nhẹ nhõm đường xá lại một lần nữa bắt đầu nhộn nhịp phồn hoa nữ quyền các phủ bị bó chân trong nhà vài tháng cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi lại gánh hát trong kinh cũng bắt đầu đắt khách mới ba ngày mà Lâm Di đã nhận được hơn chục thư mời, vì đang chịu tang nên nàng đều từ chối khéo. Dần gian vui mừng náo nhiệt trở lại, thiên tử dần dần khỏe mạnh, lại bắt đầu ngày ngày phê tấu trương ở dưỡng tâm điện, lấy ra rất nhiều tấu trương trong lúc trọng bệnh xem lại. Mấy vị vương gia cùng giúp đỡ giải quyết việc triều chính lúc trước thay phiên nhau vào cung nghe hoàng để dạy dỗ, cùng lúc đó vụ án chu Nguyễn Cảnh giết vợ cũng được lôi ra, giao cho tông nhân phủ nhanh chóng kết án. Nhân gia Bình Yên truyền về kinh thành, Lâm Di gửi thiệp mời nhân Ngư Thu, Trịnh Thất tiểu thư, Hiền Quận Vương phi, Tưởng thị và mấy vị nữ quyến mấy hôm trước có đến phủ giúp đỡ tới chơi một chuyến. Vì còn đang trong thời hạn để tang, mọi người chỉ ngồi tại trò chuyện đôi chút, Lâm Di cảm tạ nhóm người hiến Quận Vương phi và Tưởng thị, không có hai người thì ta thật sự chẳng biết phải làm sao. Hiến Quận Vương phi nói, đều là người trong nhà, cảm ơn gì chứ có thể giúp một tay là tốt rồi. Tưởng thị hỏi tình hình Chu lão phu nhân. Lâm Di đáp, vẫn ốm, chẳng ra khỏi cửa nửa bước. Lúc này chỉ có thể khiêm tốn mà dưỡng bệnh thôi, phải biết rằng ngoài kia vẫn đang bàn luận không mớt đấy. Có người còn nhắc Lâm Di, bảo Lâm Di khuyên bảo Chu lão phu nhân nhiều một chút, đừng để vì chuyện của Chu Nguyễn Cảnh mà tại âm ý thêm chuyện gì khác nữa. Chương 302, hy vọng bảo một vãn bối đi khuyên trưởng bối, có thể thấy trong lòng mọi người, chuyện này nghiêm trọng đến thế nào. Lâm Di mỉm cười, không tỏ ý gì, chu lão phu nhân hẳn sẽ không cho nàng cơ hội khuyên bảo đâu. Tưởng thị nhấp một ngụm trà, nay lão thái gia đã đi, trên dưới phủ khang quận vương đều mặc tam phục, liều thủ hiểu cũng đã dựng bên cạnh, muội không biết bên nhà tổ người ta nghị luận thế nào đâu. Chăm lo trước giường vào phút lâm chung không phải con trai mà lại là cháu trai, đúng là kỳ quái hiền quận vương phi cũng nói lần trước ta gặp nhị thái thái nhị thái thái muốn đón lão phu nhân về nhà tổ nói đoạn nàng quay đầu nhìn lâm di có nói gì với muội không quách thị ư chưa thấy nói những chuyện này với nàng đang nói chuyện trịnh thất tiểu thư và nhân ngữ thua bưng trà hoa quả vào nhà lâm di nhìn trịnh thất tiểu thư cười nói học được rồi à Nhân ngữ tu tiên sinh lấy không ít trà hoa quả bình thường nàng hay làm, trịnh thất tiểu thư thấy tò mò liền hỏi từng cái từng cái một. Trịnh thất tiểu thư đếm các loại trà hoa quả trong khay, chỉ là bắt trước thôi, ở đây dùng rất nhiều được liệu, toàn là thứ ta không biết, nhưng tiên sinh đã dạy ta cách làm trà quả tứ quý rồi, sau này không phải đòi đồ ngọt của tỷ nữa. Lâm Di bật cười, những người trong phòng này không có ai tự nhiên như trịnh thất tiểu thư cả. Mỗi lần gặp cô bé này, nàng đều cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Mọi người cùng nếm trà hoa quả, nhân ngữ thu vào phòng trong bắt mạch cho Lâm Di. Nụ cười trên môi nhân ngữ thu càng thêm tươi tắn, thai mạch ổn, có thể dùng một ít thuốc bổ, uống nhiều thuốc giữ thai quá cũng không tốt lắm đâu, sau này đủ tháng rồi lại khó sinh. Còn có chuyện như thế ư, trình ngữ y vẫn luôn kê đơn cho nàng uống mà. Nhân ngữ thu cười nhìn Lâm Di, quận vương gia tăng rất nhiều lễ mừng năm mới cho ta em có biết không lâm di thoáng kinh ngạc nàng còn chưa đưa lễ mừng năm mới qua chỗ nhân tiên sinh mà nhân ngữ thu lại nói chưa bàn đến chuyện nhà ta không ở gần nơi này dù già trẻ lớn bé trong nhà đều tới cũng ăn không hết mấy thứ đó quận vương gia sợ em vất vả cho nên đã sắp xếp mấy chuyện này thay em rồi nhận một lễ lớn như thế sao ta có thể qua loa cho xong chuyện được đương nhiên phải thận trọng xem mạch cho em. Lâm Di thấy ánh mắt nhân ngữ thu đẩy thâm ý thì không nhịn được nóng rực cả hai má. Nhân ngữ thu nói, đừng dùng thuốc của trình ngày nữa, lượng thuốc an thai quá nhiều, bên thái y viện vẫn luôn kê đơn kiểu đó, ở trong cung làm việc lâu năm nên khó tránh khỏi vài thói quen như vậy. Lâm Di mơ hồ hiểu ra điều gì? Nhân ngữ thu bèn nói rõ ràng hơn, trong cung, long thai là quan trọng nhất, Thái y viện phải tìm đủ mọi cách để long thai được an toàn chào đời đủ tháng, những thứ khác đều chỉ là thứ yếu. So với long thai, vị nương nương mang thai luôn phải xếp sau. Dùng nhiều thuốc giữ thai thì đến lúc chờ giả, cuống rốn không dễ dùng. Thì ra là vậy, Lâm Di hỏi dò, nói vậy là có thể xuống giường đi lại đúng không? Nhân ngữ thu đáp, mỗi ngày tản bộ một lát mới có lợi, đừng nên quá sức là được, giờ em muốn ăn cứ ăn, muốn ngủ cứ ngủ thoải mái đi. Mấy ngày nay nàng đã thoải mái đủ rồi, cho dù có tang lễ của lão thái gia thì việc cũng không đến tay nàng. Lâm Di nhìn Nhân Ngữ Thu, lại nhớ tới chuyện của Trương Phong tử, không biết lúc nào mới có tin tức đây. Sắc mặt Nhân Ngữ Thu thoáng ảm đạm, nét cười cũng phai nhạt đi, chớp mắt đã qua mấy tháng mà vẫn không có tin tức, chi e là. Nói đến đó, viền mắt nàng đỏ lên, nếu sớm biết vậy dù thế nào ta cũng sẽ không cho huynh ấy đi. Tình hình khi đó không giống hiện nay, lúc đó nhân gia bị ép rời khỏi kinh thành, Trương Phong Tử sốt ruột mới nghĩ tới chuyện đến nhiệt hà hỏi thăm tình hình bệnh dịch. Lâm Di nắm tay nhân ngữ thu, để tối nay ta hỏi quận vương gia xem có cách nào không. Nàng thoáng dừng lại, nếu tiên sinh thấy khó chịu, chi bằng thường xuyên tới đây chơi, mọi người cùng ngồi trò chuyện vẫn hơn một mình sốt ruột lo lắng xuông bây giờ có khuyên bảo thế nào cũng chẳng tác dụng. Nhân ngữ thu gật đầu, lau khô khỏe mắt rồi nhìn Lâm Di nói, không tới tìm cô thì ta còn biết tìm ai nữa. Lâm Di cùng nhân ngữ thu ra khỏi phòng, tưởng thị mỉm cười, hạ giọng hỏi nhân ngữ thu, có xem được là con trai hay con gái không? Nhân ngữ thu lắc đầu, chỉ xem mạch tưởng thì sao đoán chuẩn được. Tưởng thị cầm khăn che miệng cười, như vậy cũng tốt, đến lúc đó sẽ bất ngờ mọi người mới nói đến đây bỗng thấy bạch thược đi vào nhà tới bên cạnh lâm di bẩm báo bên ngoài có người nhà của phủ quả thân vương tới báo tang nói là sáng nay quả thân vương vừa mất nữ quyền của tôn thất trong phòng lập tức căng thẳng quả thân vương là vị trưởng bối cùng thể hệ với tín thân vương trong tổn thất trước đó vài ngày có lời đồn nói rằng tín thân vương sắp rút khỏi chức vị trong tông nhân phủ mọi người đều đề cử quả thân vương lên thay thường ngày quả thân vương rất ít hỏi đến mọi chuyện, nhưng hễ lên tiếng thì luôn rất công bằng. Sắc mặt tường thị cực kỳ khó coi, hôn nhân của ta với Nguyên Kỳ vốn tưởng chỉ được làm qua loa cho xong, may nhờ quả thân vương phi nói dùm vào. Nói đoạn nàng cũng không ngồi yên được nữa, ta phải về thu xếp một chút rồi qua đó coi sao. Nữ quyến tôn thất đều đứng dậy chào ra về. Lâm di sai quất hồng đi tiễn bọn họ sau đó bảo quản sự ma ma chuẩn bị hương nến và lệ tiễn đưa đến phủ quả thân vương. Nào ngờ hương nên vừa mới đưa qua, hôm sau người của phủ quả thân vương lại tới báo tang quả thân vương phi tự tử theo chồng, nay thứ trưởng tử của quả thân vương thừa kế tước vị. Giờ mọi người mới biết, quả thân vương phi thường ngày luôn treo nụ cười trên mặt, nhưng thực tế cuộc sống cũng không tốt lắm. Tưởng thị vừa từ phủ quả thân vương trở về, sắc mặt khá tiểu tụy hẳn là vừa vất vả giúp đỡ tang lễ lại vừa đau lòng vì quả thân vương phi, vẫn là vì không có con ruột mới thế, con thứ do tiểu thiếp của quả thân vương sinh, bình thường rất được lòng quả thân vương, nên tiểu thiếp kia cũng thuộc dạng hô mưa gọi gió trong phủ. Này quả thân vừa đi, quả thân vương phi hắn cũng cảm thấy tương lai chẳng còn hy vọng gì, bằng không sao đang yên đang lành lại đi đến bước này chứ. Lâm Di nghe chuyện, đặt chấm tuyến trong tay xuống nếu quả thân vương biết nghĩ thay cho quả thân vương phi thì đã sớm kiềm chế tiểu thiếp và con thứ, đầu đến nỗi để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Quả thân vương phi vì người như thế mà tự sát đi theo, thật sự chẳng đáng. Lâm gì nghĩ tới đó, chợt hỏi nhà mẹ đẻ của quả thân vương phi là. Tưởng thị đáp là thương gia, nói vậy là cùng tộc với hoàng hậu nương nương, tưởng thị ngừng đầu lên, đúng vậy, tuy không cần tắm nhưng vẫn là cùng tộc nếu không phải vì nhà mẹ đẻ không thể dựa vào, quả thân Vương Phi cũng không đến nỗi như vậy. Tâm trạng Lâm Di phập phồng dữ rồi, chẳng biết quả thân Vương Phi là vì điều gì mới làm thế. Rốt cuộc là cảm thấy tình cảnh tương lai của mình quá khó xử nên mất hết can đảm sống, hay là vì Hoàng hậu nương nương mới hạ quyết tâm như vậy? Lâm Di lại suy nghĩ một chút rồi hỏi tưởng thị, ta còn nhớ quả thân Vương Phi có một vị quận chúa. Tưởng thị đáp, mùa thu năm nay hình như con nói hứa gả cho một vị tôn gia làm chỉ huy động chi ở ngoài kinh quả thân vương phi vốn không muốn nhưng hôn ước đã được hai nhà định ra từ lâu rồi vì sao không phải là cưới con gái nhà tôn gia mà phải là gả con gái mình sang tôn gia chỉ e tình hình bên tôn gia cũng không được tốt lắm không lung lạc được trượng phu cũng chẳng thể bảo vệ con gái cuối cùng phải chọn cách như vậy để hoàng hậu nương nương ra mặt giúp đỡ tìm cho con gái một chốn tốt hơn thương thay tấm lòng của cha mẹ trong cảnh nhân cung hoàng hậu nương nương nghe xong bèn lau nước mắt nói sao lại có thể như vậy hai ngày trước còn tới trò chuyện với ta mà nói đi là đi luôn đám hạ nhân bên cạnh đều đang làm gì thế vì sao không nhìn ra manh mối gì cung nhân đứng hầu bên cạnh trả lời quả thân vương phi nói thấy khó chịu trong người bảo hạ nhân đừng tới quấy dày tất cả đều cho rằng vương phi đang nghỉ ngơi Ai rẻ đến khi quân sự mama gõ cửa, đi vào nhìn xem thì đã thấy người treo ở trên giường. Giường cao đến đâu mới có thể treo cổ được? Hoàng hậu nương nương kinh hãi nhìn về phía giường nằm trong phòng ngủ, đủ biết quyết tâm của quả thân vương phi cao tới cỡ nào. công nhân vội nói, xin người đừng nhìn, cẩn thận kinh sợ. Hoàng hậu nương nương cười lạnh lẽo, là tỉ muội trong nhà cả, dù bà ấy chết cũng sẽ không đến đây làm ta sợ. Công nhân cùi đầu. Hoàng hậu nương nương im lặng, một lát sau mới nói, bảo người đưa hương nên giấy tiền nhiều chút. Ngày thường bà ấy kiệm lời ít nói, lại hay sợ lạnh, đi lấy cả lò sưởi tay bằng ngọc của ta đưa đến cho bà ấy, để bà ấy sưởi cho ấm lòng. Bên ngoài gió bắc rít gào, hàng chục ngoài cửa sổ lao sao, hoàng hậu nương nương tháo trang sức trên đầu xuống, thay bộ đồ đơn giản ở nhà, ngồi xuống giường sưởi thiêu thùa. Mà ma già bên người bưng trà tới, thấy vậy bèn thở dài nói, ngày nào nương nương cũng hao tâm tổn sức như vậy, chỉ sợ mắt không chịu nổi đâu. Hoàng hậu nương nương mỉm cười, nhàn rỗi ngồi không cũng chán mà. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng lễ nhạc ngự giá, hoàng hậu nương nương vội buông châm tuyến trong tay xuống, các công nhân nhanh nhẹn lấy giày vải cho hoàng hậu thay, đổi quần áo xong xuôi thì hoàng thượng đã viện tay công nhân đi vào phòng hoàng hậu nương nương chỉnh lại y phục xong bèn bước tới hành lễ. Hoàng để nói, mau đứng lên đi, vừa nói, ánh mắt vừa đảo quanh phòng, rơi xuống khay châm tuyển, sức khỏe của nàng còn chưa ổn, sao không chịu tĩnh dưỡng mà lại làm mấy thứ này rồi. Hoàng hậu nương nương đáp, không có gì làm, chỉ giết thời gian thôi mà. Hoàng để nhìn về phía hoàng hậu nương nương, nàng cũng rảnh rỗi thật, bên thục phi đang bận tối mắt tối mũi, ngoại mệnh phụ vào cung, Nàng đã gặp chưa? Hoàng hậu nương nương cười nói, thiếp không khỏe, cho nên không cho truyền mệnh phụ vào. Hoàng đế bỗng cười lạnh, là do nàng không truyền hay là do những người này không muốn tới cung của nàng. Sắc mặt Hoàng hậu nương nương thoáng căng thẳng, bà cúi đầu nói, hoàng thượng đã dùng bữa chưa? Ta cho người đi chuẩn bị, đế hậu mới nói đến đây, công nhân đã thu xếp xong những thứ ban tới phủ quả thân vương. Hoàng đế chợt nhớ tới quả thân vương phi là tỉ muội cùng tộc nàng. hoàng hậu nương nương gật đầu thận trọng nói tỉ muội cùng tộc nhưng chỉ là họ hàng xa bây giờ chỉ cần nhắc tới thường gia dường như người người đều có thể lấy đó làm cớ nói chuyện hoàng đế nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hoàng hậu nương nương nhớ tới khi hai người mới thành hôn hoàng hậu ngày ấy kiều diễm như một đóa hoa chớm nở ông từng nghĩ phải thật trân trọng bà Hoàng đế vươn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của hoàng hậu. Nếu không nhờ hoàng hậu cẩn thận chăm sóc mỗi ngày, chấm không thể nhanh chóng nhấc bút phê duyệt tấu chương như vậy. Mẫu hậu còn bởi vậy mà trách phạt hoàng hậu, thật bất công. Chấm vẫn không nói gì vì muốn xem bọn họ rốt cuộc muốn ẩm ý tới đâu. Những ngày đó, chỉ có hoàng hậu giúp ông xoa bóp cánh tay đã tê liệt. Chỉ có hoàng hậu nắm tay ông giúp ông nhấc bút. Còn Thục Phi vẫn luôn toàn tâm toàn ý để ông an giấc nghỉ ngơi. Trong chuyện này kỳ quái chỗ nào, lẽ nào ông còn không rõ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 303, nhận con thừa tử. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, thần thiếp chỉ biết hoàng thượng là vua một nước, lòng mang xã tắc thân thiếp sai người đưa bút đến khi hoàng thượng bệnh nặng là vì sợ hoàng thượng lo lắng trong lòng, thân thiếp chỉ muốn hoàng thượng an tâm thôi, như vậy bệnh cũng sẽ từ từ khá hơn. Hoàng hậu thông thả nói tiếp, Thái hậu nương nương là mẫu thân của Hoàng thượng, mà điều quan trọng nhất đối với một người mẹ chính là sức khỏe của con mình, thể nên mới hiểu làm thân thiết. Bà đưa ngự bút cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng thử cầm bút viết chữ. Chuyện này bị cung nhận thấy được, thể là truyền đi khắp hoàng cung, nói bà thừa dịp Hoàng thượng bệnh nặng ép Hoàng thượng hạ những ý chỉ có lợi cho mình. Thái hậu truyền bà tới Tử Ninh cung bảo bà ở lại phật được phía sau. Từ Ninh cung chép kinh, để bà biết cái gì là từ bi, cái gì lễ tình nghĩa, đừng suốt ngày chỉ tính toán quyền lợi. Thái hậu trách bà là quốc mẫu mà lại vì quyền lợi không màng đến sức khỏe của hoàng thượng, thương gia đã rơi vào tình cảnh tệ hại như thế mà bà vẫn chẳng biết hối cải. Trước mặt Thái hậu nương nương, bà không thể phản bác, đành quỳ mãi ở Phật đường, quỳ đến mức hai đầu gối tê dại không còn cảm giác. Hoàng hậu nghĩ đến đây, vẻ mặt thoáng buồn bã, nhưng bà không biểu lộ trước mặt hoàng đế, vẫn chỉ mỉm cười, thần thiếp chịu chút ấm ức cũng không có gì, chỉ cần bệnh của hoàng thượng khá lên là tốt rồi. Hoàng để nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của hoàng hậu. Đôi mắt thâm trầm của hoàng để thoáng trở nên ấm áp, chậm biết tâm tư của nàng, khiến nàng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Mắt hoàng hậu mở sương, những ngày đó không thể gặp hoàng thượng, thân thiếp chỉ lo lắng cho bệnh tình của hoàng thượng thôi cũng chẳng phải chịu thiệt thòi gì, chẳng qua lòng cứ luôn như lửa đốt. Hoàng để ôm hoàng hậu vào lòng, mùi đàn hương nồng nặc làm ông bất giác nhíu mày, ngày mai chấm sẽ nói với mẫu hậu, không để nàng đến Từ Ninh cung nghe kinh Phật nữa. Hoàng hậu lắc đầu, có thể đến Từ Ninh cung hiếu thuận thái hậu nương nương là phúc khí của thần thiếp, chỉ cần thái hậu nương nương có thể nguôi giận, đừng nói là đến Phật đường nghe kinh một canh giờ, cho dù mỗi ngày đều phải đến Phật đường thần thiếp cũng nên đi. Mấy năm qua thần thiếp không thể sinh hạ cho hoàng thượng một hoàng tử, không công không lao với xã tắc, nếu ngay cả hiểu hiện cũng không làm được thì sẽ trở thành kẻ chẳng ra gì mất. Tính tình hoàng hậu bị mài rũa thành như vậy là một vị quốc mẫu mà phải liên tục nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoàng đế trông mà càng thêm đau xót, là do chấm có lỗi với nàng, chấm nên sớm chọn một hoàng tử ghi dưới danh nghĩa của nàng, như vậy nàng sẽ đỡ khổ hơn nhiều hoàng hậu lắc đầu ý tốt của hoàng thượng thân thiếp hiểu nhưng không có con nối dòng cũng là chuyện tốt không có nhiều ràng buộc thân thiếp chỉ cần dành hết tâm tư cho hoàng thượng hoàng để nhớ tới quả thân vương mới qua đời quả thân vương phi liền tự sát theo chồng bèn nghiêng đầu nhìn hoàng hậu ánh mắt của hoàng hậu cũng có phần tương tự hoàng hậu cũng mang tâm tư như thế trong lòng hoàng để bỗng sinh ra một nỗi hổ thẹn khôn kỳ Lần đầu nhìn thấy hoàng hậu, gương mặt xinh đẹp thanh tú cùng ánh mắt trong sáng của bà đã xâm chiếm lòng ông, khiến ông hạnh phúc vô cùng. Sau khi lễ thành hôn kết thúc, ông và hoàng hậu ngồi trên giường cưới, ngượng ngùng nhìn nhau, chậm chậm nắm lấy tay nhau. Khi đó, lòng ông rung động, cảm kích vì phụ hoàng sớm định ra một hôn sự như vậy cho mình, về sau có hoàng hậu bên cạnh, lòng ông sẽ ấm áp, sẽ bớt tịch mịch hơn hẳn. Hoàng hậu cũng đúng như suy nghĩ của ông, là một cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thông minh nhạy bén. Đã bao lần ông nắm tay hoàng hậu đi dạo trong ngự hoa viên, cảm thấy cuộc đời viên mãn. Bắt đầu từ khi nào mà quan hệ của ông và hoàng hậu trở nên xa cách vậy? Là bởi vì phi tần trong cung dần nhiều lên, hay là bởi khi ông từ từ nắm quyền, dã tâm lớn dần, muốn mở rộng bản đồ triều đại chu, thành ra cả ngày nhốt mình ở nam thư phòng triệu kiến thân tử? hay là khi phi tần hậu cung lần lượt mang thai sinh con, ông không thể không đến thăm hỏi, hưởng thụ niềm vui gia đình nên các phần tình cảm ban đầu kia sang một bên. Để hoàng hậu rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ông không nên chỉ đổ thừa cho mẫu hậu, chẳng phải điều chỉnh một tay ông tạo thành sao, chẳng lẽ ông thật sự muốn người con gái mình yêu thương có kết cục như quả thân vương phi. Nhị vương gia là con trường, chấm đã quyết định ghi nhị vương gia dưới danh nghĩa của hoàng hậu. Hoàng để cảm nhận được cơ thể của người trong lòng mình thoáng run lên. Hoàng đế cúi đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của Hoàng hậu, thì ra cho tới bây giờ Hoàng hậu chưa từng mong muốn ông sẽ làm thế, là bởi vì bà không có lòng tin đối với ông, cho nên chưa từng mong đợi những điều xa xôi. Hoàng hậu đứng dậy, quỳ xuống đất, Hoàng thượng, tuyệt đối không được, Hoàng thượng không thể làm vậy, trong cung ngoài cũng đã bàn tán ầm ĩ rồi, nếu người làm thế, chỉ sợ sẽ làm cục diện chính trị dung truyền đến lúc đó thân thiệp có chết cũng không đủ đến tôi hoàng đế đứng dậy đỡ hoàng hậu lên kiên định nhìn bà nói một cách đầy khí phách bất luận trong cung có bao nhiêu đứa trẻ chúng đều nên coi nàng là mẫu thân năm ấy phụ thân và huynh trưởng của nàng vì chẫm mà bị liên lụy cả nhà họ thương của nàng đều là trung tiệt chẳng phải loạn thần tặc tư gì đã bao nhiêu năm rồi chẫm sớm nên định chính tại cho thường ra thế cả thế thiết là thiếp nàng là hoàng hậu vốn nên là mẫu nghi thiên hạ quản lý hậu cung phân rõ đẳng cấp bất luận kẻ nào cũng không qua bận này có thể thấy được lòng hiếu thuận của nhị vương gia, để ổn định việc tranh chữ mà nguyện ý quy y xuất ra khi nhiệt hà xảy ra dịch bệnh lại tình nguyện đến đó nhị vương phi cũng là người hiền thục ngày ngày đến từ ninh cung của thái hậu nương nương nghe dạy dỗ có con trai ngoan con dâu hiền như vậy ở bên cạnh nàng trẫm cũng yên lòng hoàng để vỗ nhẹ lên vai hoàng hậu trấn an nước mắt hoàng hậu rơi như mưa nếu bởi vì thân thiếp mà loạn chính thôi được rồi hoàng để ngắt lời hoàng hậu làm thế chỉ để cho cảnh nhận cung của nàng thêm chút náo nhiệt thôi có gì đâu mà loạn chính nàng cứ yên tâm bên phía mẫu hậu trẫm sẽ tự mình nói rõ hồi lâu sau hoàng hậu mới ngừng khóc hỏi thân thiếp không hiểu sao bỗng dưng hoàng thượng lại đột nhiên còn biết được cả chuyện quả thân vương nữa. Chấm triệu kiến khang quân vương, hoàng để đáp, mấy ngày nay bên tôn thất doanh toạn lắm, ngự sử dân tấu tổ cáo kinh quận vương ép người ta bán hơn một nghìn mẫu ruộng, chu Nguyễn Cảnh sủng thiếp diệt thê, không chỉ thể, tín thân vương còn nhận hối lộ từ hai nhà này để giúp đỡ che đậy Kính quận vương giết người trôn xác ở rừng táo chỉ vì chuyện mua đất, chuyện chu Nguyễn Cảnh càng thái quá hơn kết quả khám nghiệm tử thi của tông nhân phủ bị mất không nói, ngay cả đầu của chân thị cũng bị cắt đi, giờ muốn định án cũng không dễ dàng. Khang quận vương bị tố giết đạo sĩ thành diễm của Thượng Thanh Viện, trong lúc bị cách chức điều tra, vốn nên cấm túc ở nhà lại tự mình xông ra khỏi phù. Hoàng để dùng một chút mới nói tiếp, chậm gọi bọn họ tới hỏi, tín thân vương và chân gia đều cho mình đúng, phía khang quận vương còn nói được vài câu thật thà. Hoàng hậu hỏi, khang quận vương nói chu nguyễn cảnh đánh chết chính thê chân thị ư hoàng để lắc đầu ngỗ tác khám nghiệm từ thi hôm đó nói rằng vết thương của chân thị không phải do đâm tường mà ra hoàng hậu nhíu mày dầu gì cũng là phu thê sao tới nông nỗi này chứ hoàng để kéo hoàng hậu ngồi xuống cười lạnh nay ở ngoài cũng đang đồn ầm ĩ con cháu tổn thất dám cả gan làm bậy như vậy thật sự mất sạch thể diện tổ tiên từ nay về sau chấm tuyệt không nương tay với bọn chúng nữa." A, à, hoàng hậu gật đầu, chợt nhớ chuyện Khang Quận vương tự mình xông ra khỏi phủ bèn hỏi, "Chuyện đó là sao?" Hoàng để đáp, "Khang Quận vương phi có thai." Hoàng hậu nâng tách trà đưa cho hoàng đế, ánh mắt trầm tĩnh như đang suy tư. Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, thấp giọng hỏi, "Hoàng hậu thấy nên tính sao về chuyện bên Tôn thất doanh?" Hoàng hậu đỡ tách trà trong tay hoàng đế, hậu cung không được tham gia chính sự hoàng đế tựa lưng vào tháp mềm nói đây là chuyện nhà hoàng hậu vốn nên quản hoàng hậu hơi nhếch miệng thần thiếp cho rằng con cháu tôn thất phạm tội vốn nên chịu phạt nhưng dù sao cũng là huyết mạch của hoàng tộc đại chu chúng ta hàng năm tôn thất doanh cũng có không ít con cháu góp sức vì đất nước hoàng thượng muốn chấn chỉnh là đúng nhưng cũng cần chấn an họ quốc có quốc pháp gia có gia quy kẻ phạm tội thì đẩy đi lính coi như khiển trách, người cần cù chăm chỉ thì nhất định phải trọng dụng. Hoàng đế cười nhìn hoàng hậu, lời hoàng hậu nói rất hợp lý chấm. Dứt lời hoàng đế cười đứng lên, chấm đến nam thư phòng xem tấu trương, tối sẽ lại tới đây. Hoàng hậu vội vàng đứng dậy tiễn hoàng đế, sau khi hoàng đế ngự giá rời khỏi cảnh nhân cung, ma ma bên cạnh hoàng hậu tiến đến nói, rốt cuộc hoàng hậu nương nương cũng đợi được đến ngày nở mày nở mặt hoàng hậu ngồi xuống nhìn khói xanh lượn lờ tỏa ra từ lư hương, lời của hoàng đế phảng phất như còn ở bên tai, nếu là bà của 10 năm trước nghe được những lời này, chưa biết chừng sẽ cảm thấy có chết cũng thật đáng giá, còn nay. Hoàng hậu nắm chặt lò sưởi tay, khi ở giữa một vùng băng giá phủ kín, ôm một lò sưởi chỉ còn thoảng hơi ẩm này chẳng qua chỉ vì không muốn cứ thể chết cứng trong giá lạnh mà thôi hoàng thượng bệnh nặng mới thấy rõ tâm tư muốn ngũ vương gia nắm quyền của thục phi cho nên ông mới nhớ tới thứ tình cảm thuần khiết chất phác của bọn họ ngày đại hôn ai biết được thời gian sau sẽ thế nào là sẽ bị gương mặt xinh đẹp của huệ phi níu kéo hay là bị những lời thủ thi khuyên bảo của đức phi làm cho thay đổi ý định hoàng hậu mỉm cười bà đã nhìn thấu hết rồi tời có dễ nghe hơn nữa bà cũng sẽ chẳng để trong lòng cả nhà họ thường vì thế mà mất sao bà còn không thấy rõ chứ? Thánh chỉ phong thưởng cho mẫu tóc của Hoàng hậu nương nương được ban ra, mọi người còn chưa nhìn ra dụng ý của Hoàng thượng thì thành chỉ tuyển bồ nhị vương gia được ghi dưới danh nghĩa của Hoàng hậu đã được đọc vang ngay sau đó. En các hoàng tử trong cung đều tôn Hoàng hậu nương nương là mẫu thân, nhưng chuyện trịnh trọng được Hoàng hậu nhận làm con thừa tự như vậy như là một tín hiệu mang tính ám chỉ. Hoàng thượng có ý nâng cao xuất thân của nhị vương gia, sau chuyện này nhị vương gia sẽ cao hơn các hoàng tử khác một bậc. Chân chính trở thành con vợ cả. chương 304, ác báo. Hoàng thượng khen nhị vương gia và nhị vương phi là con trai ngoan và con dâu hiền. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, cả kinh thành như nổ tung, như thể nhị vương gia đã là thái tử rồi, chỉ thiếu mỗi thánh chỉ chính thức hạ xuống thôi. Lúc này phe ngũ vương gia mới bắt đầu cuống lên, Tưởng Thị và Trịnh Thất Tiểu Thư tới thăm Lâm Di, mấy người xúm xít trò chuyện, Lâm Di sai quất hồng kê bàn tròn khắc hoa lệ lên giường sưởi hồ đào bảo Tiểu Nha hoàn bưng trà và trái cây lên. Lò than cháy hồng rực, trong phòng tràn ngập tiếng cười. Lâm Di sai hồ đào bưng đậu luộc do phủ Quảng Bình Hầu đưa sang lên bàn, đầu bếp trong nhà nấu ít đậu, mọi người nếm thử đi. Tưởng Thị nhìn bát đậu, bật cười thanh tiếng, muội đúng là có sở thích khác người thích gì không thích lại thích ăn mấy thứ như vậy, trong khi người ta đều là thích tổ yến, hải sâm, mỗi cá nhảm, lưỡi vịt gì đó. Lầm gì cũng cười theo, đúng là nàng thích những thứ giòn giòn hơn, bao nhiêu đồ ăn như vậy mà vẫn không ăn được cái miệng tì. Tưởng thị cười nói, vậy để ta nói mấy câu dễ nghe nha, thế tử tương lai nhất định sẽ rất dễ nuôi. Đứa bé này quả thật rất tốt, vừa xuất hiện đã giải vây cho nàng, hơn nữa còn giúp sức khỏe nàng ngày một khá hơn, bụng lớn dần, tinh thần cũng tốt theo. Quất hồng là một quả cầu, nàng cầm lên đá thử một cái, làm mẩy nha đầu sợ đến mức vội vàng vây quanh. Nàng cứ cảm thấy như có cả một kho tinh lực dùng mãi chẳng hết, không biết phát tiết vào đâu. Cũng ma ma nói, thời gian này nàng không nên làm gì cả, cử an lành hưởng phúc thôi. Vậy mà cái phúc đó cũng không dễ hưởng. Nàng muốn đi ra ngoài tản bộ một chút, người bên cạnh liền ngăn đón trước sau, khó khăn lắm mới thuyết phục được cùng mama đồng ý cho đến phòng sưởi dạo mấy bước. Ai ngờ ông trời không chiều lòng người, trời đột ngột đổ tuyết. May mà còn có Tường thị và Trịnh Thất tiểu thư tới trò chuyện với nàng. Bạch Thược vén rèm bước vào, Tường thị thấy bên ngoài tuyết rơi dày bèn hỏi Bạch Thược, thế nào rồi? Bạch Thược đáp, tuyết dày một tấc, xem ra còn rơi nữa ạ. À? Tưởng thị nói, may mà ta mặc áo giày ra ngoài, bằng không không về được rồi. Nói đoạn nàng nhìn Lâm Di, vốn muốn ngồi chơi với muội lâu thêm chút nữa nhưng giờ ta phải đi rồi, giờ mà không đi thì chúng ta phải ngủ lại chỗ muội mất. Lâm Di cười nói, ta còn ngại tỷ ngủ lại đây chắc. Không khéo lát nữa Nguyên Kỳ đến đón tỷ về đó chứ. Tưởng thị bị trêu ghẹo, mặt đỏ lên, mím môi cười lườm Lâm Di một cái, nếu ở nhà người khác hẳn còn dám, chứ ở Phủ Khang quận Vương thì hẳn không dám tới đâu. Gần đây hẳn mới bị quận Vương ra phạt vì làm việc không tốt, lúc trở về kể cho ta nghe, ta còn mắng hắn đáng đời, xem lần sau hắn còn dám thế nữa không. Trịnh thất tiểu thư nghe mà cũng cảm thấy buồn cười, tưởng tỷ tỷ giống như đang tổ khổ thay tỷ phu ấy. Tưởng thị nhìn trịnh thất tiểu thư, làm gì đang có mang nên ta không dám bắt nạt, chưa muội là ta ra tay được đấy nhé nói đoạn nàng vươn tay cù lét trịnh thất tiểu thư. Xưa nay trịnh thất tiểu thư luôn sợ nhột, thoáng cái đã chạy vọt ra xa, tường thị làm bộ muốn đuổi theo. Hai người ầm ĩ vui vẻ, lâm di che miệng cười nói, hai người cử như trẻ con ấy. Tường thị cười đến gặp cả người. Mọi người đang nô đùa thì cùng mama bước vào, thấy vậy tường thị và trịnh thất tiểu thư mới ngồi xuống lại. Cùng mama tùm tìm cười đi tới chỗ lâm di, thấp giọng bảo, vụ án của đại lão gia đã có phán quyết rồi. Tông nhân phủ dẫn đại lão gia vào phủ, nói muốn gặp lão phu nhân, Lâm Di ngừng cười, hơi ngạc nhiên, gần như chắc chắn Chu Nguyễn Cảnh sẽ bị xử đi đầy. Nàng nghĩ thế nào cũng phải chờ tới khi thời tiết ấm lên mới có thể chịu hình, bằng không tháng chạp ngày đông giá rét, lên đường thể nào được. Tưởng thì cũng cảm thấy lạ. Lâm Di hỏi, đã thông báo cho Tam Tiến Viện chưa? Cùng Mama đáp, báo rồi ạ. À? lão phu nhân bên kia đang chuẩn bị, công sai không tiện vào viện, nên bảo lão phu nhân ra tiền viện nói chuyện. Lâm Di sai bảo cung ma ma, bảo quản sự tiền viện hầu hạ chu đáo nhé. Cùng ma ma thưa vắng, người cứ yên tâm đi, nô tỳ đi bố trí ngay đây. Cùng ma ma ra ngoài, tường thị mới nói, lần này hoàng thượng muốn trừng phạt nghiêm khắc các con cháu tôn thất rồi. Nếu không phải đụng chúng vụ ngũ vương ra mưu tính vị trí chữ quần, e rằng Chu Nguyễn Cảnh sẽ không bị xử nặng đến thế. Hù lão phu nhân muốn dựa vào mối quan hệ với ngũ vương gia để cứu Chu Nguyễn Cảnh thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng phe ngũ vương gia thất bại. Chu Nguyễn Cảnh sẽ có ngày hôm nay. Bên kia, Chu lão phu nhân nghe được tin tức, lò sửa nhỏ trên tay bỗng rơi xuống đất, sắc mặt tái xanh, công sai nói thế nào? Thần ma ma đáp, nô tỳ có hỏi, nói là bị đầy ba nghìn dặm, hôm nay phải ra khỏi kinh À? chu lão phu nhân cảm giác như có tảng đá lớn để trong ngực, không sao thở nổi, hiện đã là lúc nào rồi chứ, sắp sang tháng chạp rồi, giờ này mà đi, chẳng phải là. Còn cơ may sống nổi không đây, thân ma ma cũng đỏ cả viền mắt, không biết tín thân vương gia có nói dùm câu nào không nữa, ít ra cũng nên cho đợi đến đầu xuân hẵng đi chứ, không thì cũng phải chờ qua năm. Tín thân vương gia, chu lão phu nhân cắn chặt răng, từ khi hướng gió thay đổi, Tín thân vương phi liền tránh mặt bà ta, cũng chẳng đề cập tới chuyện của Nguyễn Cảnh nửa câu. Nhất định Tín thân vương đã sớm biết tin tức, nhưng không chịu hé một lời cho bên này. Tay Chu lão phu nhân run rẩy, "Mau, mau thay đồ cho ta." Thân ma ma vội chỉ Huy nha hoàn đi lấy y phục, vừa hầu hạ Chu lão phu nhân thay đồ vừa nói, "Còn phải bảo người đi chuẩn bị quần áo và đồ dùng, nô tỳ đã bảo người về nhà tổ." nhắn nhị thái thái lấy hết y phục dày nhất trong phòng ra chu lão phu nhân gật đầu mau lên lấy ngân phiếu cho công sai để dọc đường bọn họ chăm sóc nguyễn cảnh đôi chút đừng để đại lão ra chịu khổ thời tiết thế này sao có thể không chịu khổ cho được thân ma ma khe khẽ thưa vắng chủ tớ hai người chỉnh trang xong bèn vội vàng chạy đến tiền viện công sai đã áp giải chu nguyễn cảnh chờ ở đó chu nguyễn cảnh chỉ mặc bộ quần áo màu xanh mặt tờm trởm dâu, đầu tóc rối bời, trên người bốc mùi ẩm ướt hôi thối, nhìn từ xa gần như không nhận ra nổi. Chu lão phu nhân vội vã muốn bước đến, nhưng khi cất không cất nổi bước chân mới nhận ra chân mình đã mềm nhũn, may có thân ma ma đi bên cạnh ra sức đỡ lấy mới không ngã xác. Mẫu thân, Chu Nguyễn Cảnh thấy Chu lão phu nhân, ánh mắt lập tức dán chặt lấy bà ta không rời. Gã tiến lại gần vài bước, khuỵu gối quỳ xuống, vươn tay ôm chặt hai chân chu lão phu nhân mẫu thân mau cứu con với con mới bị đánh đòn đầu có thể đi nổi ba nghìn dặm nhất định sẽ chết trên đường sao mẫu thân có thể trơ mắt nhìn con đi chịu chết chẳng phải mẫu thân đã nói sẽ tìm cách hay sao mẫu thân ngộp kép nghe chu muốn cảnh nói vậy thân ma ma hốt hoảng nhìn công sai may mắn làm sao công sai vờ như không nghe thấy gì chỉ đứng một bên chờ Ngẫm kỹ thì những người này thường xuyên ra vào nhà cao cửa rộng, hắn thường thấy tình cảnh như vậy rồi. Nghĩ vậy bà ta mới hơi yên lòng, vươn tay đỡ chu Nguyễn Cảnh, hạ giọng nói khẽ, đại lão ra, lão phu nhân đã tận lực rồi. Ai ngờ lúc này chu Nguyễn Cảnh đã mụ mị đầu óc, chỉ một lòng muốn bảo vệ bản thân, bất chấp tất cả, gã hất thân ma ma ra, mẫu thân mau lấy ngân lượng ra, xin hoãn liều đẩy đến mùa xuân sang năm, không tốt nhất là đổi thành lưu đầy 500 dặm thôi. Mẫu thân, thế này là muốn lấy mạng con đây. Tay chu lão phu nhân run lên bần bật, phủ lên đầu chu Nguyễn Cảnh, nước mắt tuôn rơi. Chẳng lẽ mẫu thân muốn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ư? Gã thoáng dừng lại, trước nay con đều nghe lời mẫu thân, mẫu thân nói gì con cũng không dám trái lời, chẳng lẽ con đang rơi vào tình cảnh này sao? chu Nguyễn Cảnh run lên, con không muốn chết, không muốn chết, lúc này ai muốn áp giải phạm nhân đi lưu đày chứ, nhất định sẽ ra tay giết người dọc đường mất thôi. Cảnh ca, chu lão phu nhân củi đầu nhìn đứa con trai đang hốt hoảng, cất giọng khuyên, con phạm pháp thì phải chịu phạt, dọc đường đi các quan gia chắc chắn sẽ chăm sóc con, con còn trẻ, tương lai còn có cơ hội trở về. Mặc dù mẫu thân đã nhiều tuổi, nhưng nhất định sẽ thay con chăm sóc toàn ca thật tốt, cho đến khi con được về kinh. Đôi mắt Chu Nguyễn Cảnh mờ mịt, vẻ mặt chẳng biết nên làm thế nào. Chu lão phu nhân lại nói, núi xanh con thì không sợ không có củi đốt, con ngoan, con phải phấn chấn lên. Chu Nguyễn Cảnh ngây người một lát mới nói, tức là mẫu thân không chịu giúp con nữa. Mẫu thân muốn nhìn con đi chịu chết, nước mắt Chu lão phu nhân lại rơi xuống, con đã phạm pháp, mẫu thân nào còn cách gì, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chu Nguyễn Cảnh sụi lơ như một vũng bùn, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tắt ngấm, nghĩ đến gió lạnh buốt xương bên ngoài, hai hàm răng gã va vào nhau lập cập. Bên ngoài, quản sự báo rằng Chu Nguyễn Quý mang đồ đến. Mảnh cửa vén lên, ánh mắt Chu Nguyễn Cảnh rơi lên người Chu Nguyễn Quý, Chu Nguyễn Quý mặc chiếc áo dài lông cáo xanh, áo choàng màu xanh nhạt, thắt lưng đeo một đại gấm nạm ngọc, chân sỏ giày thiêu. Nhị đệ ngày nào còn khom lưng nghe gã răn dạy, mà nay, so với nhị đệ sáng sủa đầy tiến đồ, gã đã thành một kẻ không bằng cả tên ăn mày. Chẳng trách mẫu thân có thể nói chuyện với mình một cách bình tĩnh đến thế, cho dù gã đi rồi, vẫn còn có nhị đệ bên cạnh mẫu thân kia mà. Chù Nguyễn Cảnh cảm giác như có khí lạnh vừa ùa vào lồng ngực, khiến gã vô thức run lên. Chù Nguyễn quý sách bao đồ vào nhà, ba bao quần áo, công sai bước đến kiểm tra, lôi những chiếc áo lông ném ra ngoài. Chu Nguyễn Quý sốt ruột kêu, không. Không có những cái này thì làm sao chống lạnh được. Công sai chi làm theo luật, nên khó xử nói, đại lão ra giờ đã là tù phạm, sao được phép mặc những thứ này à? Dù chúng ta có cho phép mang theo thì cũng không thể để đại lão ra mặc, chỉ bằng mang mấy thứ dùng bình thường thì có lợi hơn. Chu Nguyễn Quý khổ sở, lại thấy Chu Nguyễn Cảnh quỳ mãi không chịu đứng lên, bèn bước đến đỡ Chu Nguyễn Cảnh dậy, đại ca, đại ca, huynh đứng lên trước đã có gì từ từ rồi nói. Chu Nguyễn Quý cứ kéo như vậy, làm mặt Chu Nguyễn Cảnh dán lên áo dài của Chu Nguyễn Quý, áo bằng da công cáo xanh, tuy có dính tuyết nhưng lúc này vẫn làm cho cúi đầu nhìn chiếc áo công cừu bị công sai ném ra, kia đều là thứ gã chẳng bao giờ được mặc nữa. Gã vốn là con cháu tôn thất, vì sao lại rơi vào nông nỗi này? Chẳng bằng nổi cả nhị đệ mà thường ngày gã chẳng thèm để mắt đến. Chu Nguyễn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Chu lão phu nhân, mẫu thân nói xem, vì sao con lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Chu lão phu nhân nhìn đứa con trai đã như hóa điên, còng không khỏi căng thẳng. Chu Nguyễn Cảnh cười gằn, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, đều bởi mẫu thân, đều là tại mẫu thân cả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 305, mất con. Sắc mặt Chu lão phu nhân trở nên cực kỳ xấu xí, yêu thương vừa rồi lập tức biến mất sạch sẽ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc con ta người thật sự bị lao mục dồn ép phát điên mất rồi ư nói đoạn bà ta định bước lên kéo chủ nhưng chu nguyễn cảnh nhưng chu nguyễn cảnh đã chẳng thể nghe vào tại điều gì nữa chỉ liên tục lắc đầu mỗi ngày nàng ấy đều tới tìm con đòi trả đống. mẫu thân đầu của nàng ấy đang ở nơi nào người đâu trả cho nàng đi ngày nào nàng cũng đến đời con nàng muốn con đền mạng cho nàng, nhất định là vì thế nên con mới có ngày hôm nay. Thế này là vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chu lão phu nhân nói, đều là bởi người nuông chiều Chu Di Nương, nếu không phải tại Chu Di Nương, phu nhân của người sẽ không đánh nhau với ngươi. Không phải thế, Chu Nguyễn Cảnh ra sức lắc đầu, không phải thế, không phải tại nàng ta, không phải tại nàng ta, nàng ta còn chưa kịp làm gì đâu, chẳng phải cũng đã chết luôn đó sao? nàng ta cũng chết oan chết uống đến đòi ta đền mạng đây thân ma ma nhận thấy tình hình có vẻ không ổn vội len lén đi đến bên cạnh chu nguyễn quý hạ giọng nói nhị lão gia mau ngẫm xem có biện pháp nào không không thể để đại lão gia tiếp tục như thế này được đâu chu nguyễn quý nhìn ca ca đã phát cuồng tuy ra sức gật đầu với thân ma ma nhưng tay cứ run lẩy bẩy không dám tiến đến thân ma ma lại đi ra ngoài cửa gọi bà tử chuyên làm việc nặng vào Bà Tử nghe thân ma ma nói bèn bước đến kéo Chu Nguyễn Cảnh, Chu Nguyễn Cảnh phát cuồng lên, vùng bàn tay hất ngã bà Tử kia xuống đất. Bà Tử kêu lên thảm thiết, khóe miệng chảy máu tươi, cứ nằm trên mặt đất kêu rên, những kẻ còn lại nào dám xông lên, công sai đứng cạnh đó bèn rút đao ra. Chu lão phu nhân càng hoảng sợ, vội vàng gọi công sai, xin hai vị quan gia đừng nổi giận. Lời còn chưa dứt, Chu Nguyễn Cảnh đã nói cái đám bẩn thiểu các ngươi, không biết trời cao đất dày, lúc nào cũng chỉ giả thần giả quỷ. Nữ nhân của lão tử mà các ngươi cũng dám giết, ngay đến lão tử các ngươi cũng dám đông vào đấy hả? Nói đoạn, như thể vừa nhớ đến điều gì bên kêu lên, Thải Vân. Thải Vân, đừng tìm ta đòi mạng nữa, bạn có đầu nợ có chủ, đi tìm những mụ già này này. Gã chỉ tay một lượt, cuối cùng đầu ngón tay nhắm thẳng về phía thân ma ma chính là mụ già này đã giết chết người, chính là mụ già này tự tay. Ngọc kép, thân ma ma sợ hãi, xua tay dối rít đại lão ra. Ngài nói gì vậy? Xin ngài đừng có nói như vậy mà. Nô tỳ chưa từng làm gì nên tội mà. Chù Nguyễn Cảnh trợn tròn mắt, tay lại chỉ loạn lên, đầu ngón tay chỉ đến đâu, đám người co rụt lại đến đó, chỉ tới chỉ lui, cuối cùng lại rơi lên người chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân nắm chặt tay, đón nhận ánh mắt của chu nguyễn cảnh lại nhận ra chu nguyễn cảnh đang nhìn sau lưng bà ta làm bà ta lạnh buốt cả người nhìn hai người bọn họ mà xem người phụ nữ của ta một người không có đầu một chu nguyễn cảnh đột nhiên thè lưỡi ra một kẻ thì thè lưỡi ra như thế sau này còn hầu hạ ta hầu hạ phụ thân mẫu thân thể nào được nữa chu lão phu nhân nhíu mày nói nguyễn cảnh con nói bậy bạ gì đấy nói đoạn lại nhìn về phía thân ma ma, mà thân ma ma lúc này đã sợ đến bùn rùn chân tay, không thể bước đến ngay được. Chu Nguyễn Cảnh vẫn trọn mắt nhìn thẳng, miệng lầm bầm lầm bầm chẳng biết đang nói gì. Mẫu thân, người nghe thử xem các nàng đều đang nói người đó. Chu lão phu nhân nóng nảy quát, con ta, sao con lại bị ép buộc ra nông nỗi này, người đang yên đang lành sao lại thành như vậy rồi. Chu Nguyễn Cảnh khế cười, bỗng nói thật nhẹ nhàng thong thả, đều tại mẫu thân. Mẫu thân thường nói phụ thân đã lấy hết tiền bạc cho nhà bá phụ rồi. Ta và Nguyễn Quý không có tiền lấy vợ sinh con đầu, càng chẳng có tiền để đổi lấy tiền đồ tốt lành. Phụ thân đối xử với một đứa con hoang bên ngoài còn tốt hơn cả huynh đệ chúng ta. Chu Nguyên Triệt là đứa con do ngoại thất của phụ thân sinh ra, không dám mang về nhà nên mới đưa đến cho bá phụ. Mấy năm nay tiền bạc chúng ta tiêu dùng đều do mẫu thân len lén tiết kiệm vào huynh đệ chúng ta. Nếu không có mẫu thân vất vả khổ cực như vậy, huynh đệ chúng ta lấy gì mà ăn mà uống, mẫu thân đã chịu nhiều đau khổ vì huynh đệ ta, chỉ ngóng trong ngày sau huynh đệ ta có thể trở nên nổi bật, sau đó đòi lại những gì thuộc về chúng ta từ tay đứa con hoang kia, mẫu thân nói có phải như vậy không? Lời Chu Nguyễn Cảnh cứ đứt đoạn không rõ ràng nhưng những người ở đây đều hiểu cả, đứa con hoang mà Chu Nguyễn Cảnh nói đến chính là Khang quận Vương Chu Nguyên Triệt công sai đứng bên cũng kinh ngạc ngẩng đầu lén lút quan sát sắc mặt những người xung quanh chu lão phu nhân mắng nguyễn cảnh người nghe ai nói bậy nói ba thế hả mẫu thân chu nguyễn cảnh cười ha hả người quên rồi ư là người nói người không chỉ nói một lần mà thôi nói đến đó gã quay sang chu nguyễn quý nhị đệ người bảo có đúng không khi đó mâu thân khóc ghê lắm nói tố trạch chỉ có mấy gian phòng sau này chúng ta thành thân đều phải chen chúc ở đây, còn phải phân ra một viên cho đứa con hoang kia, sau này dụng đất dưỡng lão cũng có phần của nó. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì hả? Ai biết, ai có thể biết đây? Ngọc kép, chù Nguyễn Cảnh điên điên khùng khùng nói, chúng ta thiếu tiền ư? Nhị đệ ngươi nói xem chúng ta có thiếu tiền không? Người nuôi sâu nuôi chim, ta ăn chơi đàng điểm, chúng ta không thiếu sớm biết có ngày này ta ta chu nguyễn cảnh giật y phục của mình khóc nức nở vì sao ta lại thành ra thế này ta đường đường là con cháu tổn thất trong người chảy dòng máu của hoàng thật cơ mà công sai không nhìn nổi nữa bèn định bước lại đè chu nguyễn cảnh xuống đại lão ra đến giờ lên đường rồi đi chậm bọn tiểu nhân lại phải chịu trách nhiệm xin ngài thông cảm cho nói đoạn công sai này nhấc bội đao trong tay lên âm thanh hội đao va vào nhau như một cây châm đâm thẳng vào óc chu nguyễn cảnh nhất thời gã giật bắn người hốt hoảng né tránh không không ta không đi ta không đi đừng bắt ta nói xong lại vung tay rối rít bắt bọn họ đi bọn họ chu nguyễn cảnh cao lớn cường tráng cứ phản kháng cung tung như thể khiến công sai cũng khẩn trương không kịp giữ thể diện cho chu nguyễn cảnh nữa mà dùng hết sức mình thoáng chốc chu nguyễn cảnh đã bị đè xuống gã càng thêm hoảng loạn càng liên tục quay đầu nhìn chu lão phu nhân miệng bập bẹ không rõ lời mẫu thân mẫu thân chu lão phu nhân không đáp lời ánh mắt chu nguyễn cảnh càng lúc càng ảm đạm dường như đã biến thành sắc cho tàn ta không muốn ta không muốn gã đưa mắt nhìn sang bội đao bên người công sai nhanh chóng vươn tay rút ra công sai bị chu nguyễn cảnh bất ngờ rút mất bột đao thì hoàng sợ lùi lại vài bước Chu Nguyễn Cảnh Nhân cơ hội vung đao chạy về phía Chu lão phu nhân. Thân ma ma nhìn cây đao sáng loáng, mặt càng tái nhợt, vội vươn tay kéo Chu lão phu nhân. Chu Nguyễn Cảnh vung đao chém về phía trán Chu lão phu nhân, công sai đứng cạnh đó vội chạy tới kéo Chu Nguyễn Cảnh, hai người liền ngã lăn ra đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy trên mặt đất có một vũng máu nhanh chóng loang ra, sau đó, vị công sai đè trên người Chu Nguyễn Cảnh đứng dậy, chu nguyễn cảnh thì ôm đao nằm trên mặt đất hai gã công sai vội ba chân bồn căng lật người chu nguyễn cảnh lại chu nguyễn cảnh mở to đôi mắt miệng mấp máy thải vân người dám cười người dám cười ra ra giết ngươi thải vân là tên của chu di nương đã chết thì ra không phải chu nguyễn cảnh muốn giết chu lão phu nhân chu nguyễn cảnh điên thật rồi mọi người đứng ngây ra một hồi chu lão phu nhân sực tỉnh trước tiên bà ta hốt hoảng kêu lên mau lên đi tìm lang trung nói đoạn bà ta lao về phía chu nguyễn cảnh đang nằm trên đất nguyễn cảnh cảnh ca ngươi đừng làm mẫu thân sở nguyễn cảnh tay chu lão phu nhân lần thấy một mảng màu tươi trơn nhầy và nóng bỏng chu nguyễn cảnh mở to hai mắt nhìn miệng đóng mở liên tục như đang nói gì chu nguyễn quý đứng bên cạnh đã bị sốc đến mốc rồi chu lão phu nhân chạm vào mặt chu nguyễn cảnh chu nguyễn cảnh như thể không cảm nhận được ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà rốt cuộc môi không động đậy nữa chu lão phu nhân sợ đến mức tay run rẩy chu nguyễn cảnh thở ra một hơi thật nhẹ máu lập tức trào ra nhanh hơn dính cả lên đế dày vải của chu lão phu nhân chu nguyễn cảnh giật người nằm thẳng sau đó nằm yên không còn động đậy chu lão phu nhân như thể đã quên mất cách hô hấp lát sau mới nói thế này là thế nào thế này là thế nào ngộp kép Lâm Di ngồi trong phòng nghe được tin này, tường thị và trịnh thất tiểu thư cứng cả người. Cùng ma ma nói, đại lão ra lao về phía lão phu nhân, công sai cũng sợ làm lão phu nhân bị thương nên mới ngăn cản, ai rè khi hai người ngã xuống đất, lưỡi đao lại thọc vào người đại lão ra. Nói đến đây, cùng ma ma dừng lại một chốc mới tiếp tục, kết quả thì ra đại lão ra không phải muốn giết lão phu nhân mà là đầu óc hồ đồ rồi, thấy được vị chu di nương đã chết kia bảo là Chu Di Nương chê cười hẳn, cho nên hắn muốn giết Chu Di Nương. Chu Nguyễn Cảnh là bị ép buộc đến phát điên. Trần Thị đã chết, không ngờ Chu Nguyễn Cảnh cũng chết. Ngày thường vẫn thấy Chu Nguyễn Cảnh thoạt nhìn rất mạnh mẽ cứng rắn, vì sao lại đến nỗi không chịu nổi như vậy, mới nghe phải đi đẩy ba ngàn dặm liền điên rồi. Tưởng Thị và Lâm Di đưa mắt nhìn nhau. Lâm Di phân phó cũng ma ma, bảo người gác cổng chuẩn bị xe ngựa sau đó nàng nhìn về phía tường thị và trịnh thất tiểu thư trong nhà có chuyện xảy ra ta không giữ các tỷ lại nữa có tin tức gì ta sẽ cho người gửi thư qua tường thị gật đầu thất tiểu thư còn chưa kết hôn không tiện lắm ta thì đã làm vợ người có thể ở lại giúp đỡ muội đợi khi quận vương ra về phủ chuyện này đâu vào đấy rồi ta mới có thể yên tâm tường thị là sợ chu lão hát nhau nhân giận cá chém thớt đến nàng R Lâm Di cảm kích nhìn tường thị, vất vả cho ti. Tường thị lắc đầu, giữa hai chúng ta không cần khách khí như vậy làm gì. Trịnh thất tiểu thư đứng dậy, bạch thược đưa nàng ra khỏi phủ, Lâm Di sai quân sự gọi chu thập cửu về nhà. Chưa đến một nén nhang sau, bên ngoài truyền lại vào, quận vương ra về phủ. Lúc này tường thị mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là được rồi. Nói đoạn, lại nhìn về phía Lâm Di, bằng không thật đúng là không dám chắc bà ta mà điên lên sẽ làm ra chuyện gì hôm nay chu lão phu nhân đã thật sự trắng tay rồi đã không còn danh tiếng tại tận mắt thấy con trai chết ngay trước mặt mình phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn